Hello các bạn, tiếp tục một trong ba cái sản phẩm của Đài Ninh, những chiếc loa thông minh đa phòng. Thì đây là chiếc loa tầm khúc giữa. Mình đã khui cái 150 rồi, 350 rồi, và đây là cái Đài Ninh Home 250, giá 12 triệu, nằm ở giữa ba cái sản phẩm mới nhất trong năm 2020 của hãng Đài Ninh Nhật Bản. Giống như hai cái loa kia thì chiếc loa này cũng được tích hợp rất là nhiều cái dịch vụ âm nhạc trực tuyến, rồi trợ lý ảo. Ba trợ lý ảo nổi tiếng nhất là Alexa, Google và Siri, cùng với cái công nghệ AirPlay 2 mới nhất của Apple, tức là chia sẻ nhạc không dây qua cái khả năng chơi đa phòng. Rồi khui ra thử coi cho các bạn xem có gì khác biệt, có gì lạ, và cái sản phẩm này có thể so sánh với sản phẩm nào hiện đang bán trên thị trường loa không dây thông minh. Cái này cái này có một cái khác. Có một cái điểm khác, vừa thò tay vô là mình thấy cái điểm khác biệt liền rồi các bạn nè. Đó. Như mình nói hôm qua trong cái video là khui hộp cái 350, nó không có cái chỗ nào để mình thò cái tay vô mình xách nó lên, thì đây sản phẩm 250 có. Cái 250 nhỏ này đúng ra không cần cái này mà họ lại làm ha. Trong khi cái 350 nặng, khó xách mà lại không có, trong khi 250 lại có một cái điểm cộng. Nhưng mà một cái điểm trừ so với Bose là nó vẫn không có cái màn hình. Trong ba cái sản phẩm này, mỗi cái loa đều có một bộ dây nguồn hết. Và bây giờ mình gắn vô cho các bạn nghe thử nha. Denon Home 250 nặng 3,7 kg các bạn, một cái loa trung bình, giá 12 triệu đồng. Thì vẫn phía sau vẫn có chỗ gắn nguồn, cái nút giò Bluetooth 3.5. Cái USB này trong hai cái video trước mình quên nói, các bạn có thể gắn trực tiếp những cái ổ cứng di động, gắn thẳng vào đây và chép nhạc ở trên đó. Nó làm cái giống như là cái music server vậy đó. Các bạn có thể dùng cái điện thoại truy cập vào cái ứng dụng Heal để lấy nhạc trên này, điều khiển nhạc, chơi nhạc. Rất là hay. Đây là cái điểm cộng trong cái dòng loa Home của Denon năm 2020 lần này. Một cái dây mạng, các bạn cắm trực tiếp dây mạng vào cho nó mạnh, hoặc là cắm vào để kích hoạt đăng nhập cái mạng gia đình mình vào trong cái loa này. Một cái nút connect, và đặc biệt như mình nói, rất là thích cái chỗ này. Không hiểu sao cái 350 nặng nề hơn, khó cầm hơn mà lại không có cái wire này, trong khi cái 250 có. Rất là tiện lợi cho những người thích ôm cái loa đi từ phòng này qua phòng kia, mà không phải cầm sờ vào những cái phần vải này cho nó làm mất vệ sinh. Đó. Ở trên cái mặt loa thì vẫn là cái màn có những cái khả năng cảm ứng sensor. Rờ vào thì nó sẽ nổi những cái phím cảm ứng lên. Rồi để cắm điện vào. Cái màu thì cũng tương tự, sản phẩm có hai màu, một màu xám đen, thiết kế đồng nhất, ba cái loa đều đồng nhất theo một cái design. Cái đèn nằm đây dưới cái logo Đài Ninh. Rồi các bạn, mình đã set up vô cái khu trưng bày ở cái khu vực Đài Ninh ở đây. Đây là cái 350 lớn nhất, tầm trung 250 và em Út 150. Thì nó có hai màu các bạn ha, đây là màu trắng nè và đây là màu xám đen. Thì ba cái đều chung một cái thiết kế hết. Cái này thì nó nhỏ gọn hình vuông, tới một cái hình chữ nhật trung bình và một cái lớn hơn, tùy các bạn thích cái kích thước nào, công suất nó tương tự như vậy ha. Ba giống như cái nó có ba size vậy. Ở trên này thì nó có ba cái, hai cái dòng nhỏ thì nó có ba cái chỗ mà để mình quick select, mình gán vô mình những cái profile vô đây, tăng giảm volume đây. Còn riêng cái lòng lớn nhất thì nó có sáu kênh để mình gán, nó hơn cái đó, nhưng mà lại cái dòng trung này có cái quai sách đó. Mình đang nghe bằng cái công nghệ AirPlay 2. Đó. Mình có thể bấm cùng một lúc vô ba cái luôn.
Đây mình mở luôn cái 350 nè. Đó. Mở cùng lúc hai cái. Cái hay của cái AirPlay 2 á, đa phòng là các bạn cùng lúc chơi được nhiều loa. Và các bạn có thể mua đem về nhà đặt trong bất cứ cái phòng nào, dùng cái thiết bị của Apple như iPhone, iPad hoặc là MacBook, iMac gì đó, mình dễ dàng điều khiển nó. Với một cái chất âm trong trẻo ấm, đặc biệt là kỳ này là cái thiết kế mới, âm thanh chuẩn mực luôn. Thì đây là ba cái sản phẩm mà gọi là đáng giá, hoàn toàn mới của Denon trong năm 2020, vừa chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam. Đó, các bạn ghé qua cửa hàng Mai Nguyên 1436 để trải nghiệm thực tế cũng như là nghe kỹ, nghe chi tiết hơn để dễ dàng mình lựa chọn cho mình một cái sản phẩm vừa ý ha. Các bạn cũng có thể cầm qua cái phòng bầu bên cạnh để các bạn có thể so sánh với những đối thủ trực tiếp đến từ bầu. Bầu cũng có bộ ba cái sản phẩm tương đồng với cái dòng Denon Home là bầu Saltus, Saltus 30, Saltus 20 và Saltus 10. Ba cái sản phẩm có mặt ở đây kế bên. Rồi, mời các bạn nghe một đoạn để mình kết thúc cái video này. Và mời các bạn ghé đây để trải nghiệm cái khu vực Denon ở đây, gồm rất nhiều sản phẩm. Lệ nhòa tan nguồn tin yêu, không lệ nhòa trôi cơn mê đầy. Người yêu giờ xa xôi lắm, cướp mất thương yêu. Em khóc cho ai đêm này, ai khóc cho em ngày mai. Người yêu khóc tình ngu si, lệ khô đắng môi tim mình. Lệ tràn trôi tình yêu anh, lệ tràn suy tư mang về. Người yêu gầy xanh xa quá, đánh mất thương đau. Em khóc cho ai đêm này, ai khóc cho em ngày mai. Thôi em về, thôi em về. Dù anh vô tình, vì em còn suy tư. Hey Siri, play music. Xa em đi rồi, người ơi còn thương chi nữa, giết chết thơ ngây. Em khóc cho em đêm này, ai khóc cho em ngày mai.